hai chị em chúng con tưởng là hai ngày nữa mới là đêm trăng tròn, nhưng mà hôm nay đã là đêm trăng tròn rồi đó. Đêm trăng tròn màu xanh. Sức Hà, hai chúng ta đã nghe thấy Sachini nói. Sau đó anh nói chuyện với bà ta. Phải, Divya, sau đó bà ta mới nói. Có chuyện gì vậy Divya? Chị Divya, đừng tin lời nói dối của cậu ta nữa. Chị dành ra xích nghe nè. Cả hai hãy nghe em nói đã. Thật ra là anh ấy có lý do đó. Chúng em đã nghe trộm Sachini nói chuyện. Bà ta nói lớn tiếng quá, ngoài phòng cũng nghe tiếng của bà ta luôn. Chị, Sachini đâu có ngốc đến mức mà nói chuyện với La Cha Cô trong nhà chúng ta để chúng ta nghe thấy chứ. Thật ra là bà ta muốn chúng ta nghe được họ nói chuyện. Lần này chúng ta rất muốn vào hang động để tìm hiểu, vậy mà sao lần nào cũng bị bà ta ngăn cản hết. Chị còn nhớ cái lần cuối cùng mà bà ta lừa chúng ta hay không hả chị? Hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tới hang động rồi đó. Không có dòng bão, cũng không có gì cả luôn. Không có ai ở đây cản trở chúng ta hết đó. Sachini, La Cha Cô, Chicky, cả ba đều có phép thuật mạnh. Sao không có ai tới đây cản chúng ta vậy? Đằng sau phải có lý do chứ. Chị nghe em nói đi. Chị có lời giải thích cho câu hỏi đó không? Thôi được rồi, đồng ý đó là bẫy của Sachini, nhưng không đời nào chị chấp nhận cậu ta vô tội trong chuyện này. Đến rồi sao? Cái tên Siddha đã cố gắng hết sức khuyên nhủ, thậm chí ngăn cản ba kẻ đó tiến vào hang động này rồi. Nhưng chúng đã không nghe. Dù Siddha đã cố thuyết phục chúng vào hang động sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Rashid và Shitty không có nghe theo hắn. Cứ thư giãn đi, chúng sẽ vào ngay thôi. Ngươi im đi. Quân cờ của ngươi đã phản bội ngươi rồi đó. Cậu ta đã phá hỏng kế hoạch của ngươi. Đây là lỗi của ngươi chứ không phải của ai khác. Không, 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 La Cha Cô không phải như vậy đâu. Nghe, nghe ta nói đã. Nè, vừa phải thôi. Ta nói người im đi. Vậy mà, người dám lên tiếng. Ta không nhịn nữa đâu, La Cha Cô. Hai người không tin lời của em cũng phải tin em gái của mình chứ. Ít nhất phải tin lời của cô ấy mới đúng chứ. Em đã nói với mọi người rồi, đây là cái bẫy của Sachini. Đây chính là cái bẫy, em đã nói rồi mà. Chitty à, có lẽ lần này cậu ta nói đúng đó. Cái bẫy giăng ra chính là nhắm vào chúng ta. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây ngay. Đi thôi. Chị, anh Rashid, em cởi trói cho Sít Hai nha. Divya! 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 Anh Rashid, cứu em! Quỷ thần ơi! Bàn tay sát thương lợi hại thật! Thả ra! Cứu em! Divya, không sao đâu! Có gì ở đây rồi! Kéo con bé lên đi! Divya! Không, đừng làm như vậy, đừng kéo tay cô ấy lên. Coi đi, hắn ta làm chân cô ấy đang bị đau. Chân cô ấy đang chảy máu kìa. Mất một cái thì đã sao chứ, ta còn nhiều lắm. Thank you.
anh à. Mau cởi trói cho em, đem giúp mọi người một tay, xin anh. Ông Sagan, cứu em với. Sikha, chụp lấy dao mau lên. Không sao chứ? Đi thôi. Được rồi, về nhà thôi. Làm cái quái gì vậy? Nè, đủ rồi. Ngươi vừa vừa phải phải thôi. Ngươi làm nữa thì ta không nhịn nữa đâu. Ngươi dám đe dọa ta sao? Phải đe dọa ngươi. Ta đã nhịn nhục nghe ngươi nói sằng bậy vậy là đủ rồi. Giờ nghe ta nói đi. Ta đã làm như ngươi muốn rồi đó. Mọi chuyện, việc gì cũng là ta làm. Lúc nào cũng là ta để mắt tới bọn chúng. Nếu tất cả bọn nó bỏ trốn thì ta cũng chịu thôi. Vấn đề là ở chỗ đó. Ngươi không làm được cái trò trống gì. Bỏ đi, đêm trăng màu xanh đã xuất hiện rồi. Chúng ta chỉ còn vài giờ nữa thôi là phải tranh thủ làm việc. Sau vài giờ nữa là trời sáng rồi đó. Nhưng mà trước khi mặt trời mọc, ngươi phải đưa được hai đứa nó tới đây. Bằng mọi giá phải đưa hai đứa nó tới đây, hiểu chưa hả? Ta hiểu lời ngươi nói rồi. Bởi vì bản thân ta cũng không hề muốn tha cho bọn chúng đâu mà. Ngươi tâm quyết kế hoạch này của ngươi cũng giống như ta thôi. Ta sẽ đem chúng tới đây. Nhân tiện, trước khi ta đi khỏi đây, ngươi hãy nghe ta nói. Và cũng nhớ kỹ cho ta. Ta không phải người hầu của ngươi. Chúng ta cùng hợp tác. Ngươi nên cư xử đúng cách với ta. Nếu không, ta sẽ ăn miếng trả miếng với ngươi đó. Divya, Ritty. Mẹ, không thấy hai chị ấy đâu hết. Adarsit và anh Sitha cũng không có ở đây. Tụi nó đi đâu hết vậy chứ? Ngay cả Sitha cũng biến mất cùng ba đứa nó. Adlesa bà hỏi thì biết phải nói sao. Sự mẹ. Thật. Cứ nói sự thật là được rồi. Vì chị biết bốn đứa nó đi đâu rồi. Không giấu được đâu. Tụi nó đang ở đâu, muốn làm cái gì chị được biết hết. Hôm nay là đêm trăng tròn. Nếu như chúng ta không khám phá ra bí mật của hang động thì bí mật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi luôn đó. Bây giờ làm sao đây ông Sagan? Chị Dung, có thể tất cả chuyện này chính là một cái bẫy. Cậu im đi, tôi không cần cậu cho ý kiến. Cậu im lặng, đừng nói gì nữa hết. Em biết, bây giờ cho dù em có nói thật đi chăng nữa, mọi người cũng không tin lời của em, phải không? Đương nhiên không tin lời cậu nói rồi, sao phải tin chứ. Cậu hãy nói ra một lý do để chúng tôi tin cậu đi. Anh đừng nhìn tôi, anh Rashid nói đúng đó.
Trước giờ anh luôn hành xử kiểu này làm sao chúng tôi tin lời của anh được chứ? Cứ kêu mọi người tin, nhưng mà tới phút cuối cùng thì anh là người phe địch. Lúc nào cậu cũng phản bội chúng tôi, ai lại đi tin lời của một kẻ phản bội được chứ? Em không muốn cho cậu ta tham gia vào kế hoạch của chúng ta đâu. Đã ba chúng ta thôi là đủ rồi, không cần cậu ta cũng được mà. Chị à, làm vậy không được đâu. Em đã lấy người ta rồi, giờ anh ấy là một phần trong đội, dù chúng ta có muốn hay không. Anh không cần vui mừng gì đâu. Thôi được rồi, vậy tập trung vào vấn đề trước đi. Tiếp theo phải làm sao đi? Vấn đề gì chứ? Cậu đang muốn nói chuyện gì? Cậu đang... Chị dâu à, là vụ kết hôn và cả nhà. Thần Linh ơi, chưa nghĩ tới chuyện đó luôn. À, quên mất tiêu luôn. Để coi, đi thôi. Sao các con lại nghĩ ra chuyện này chứ? Hả? Việc lớn như vậy mà tại sao các con dám tự ý quyết định vậy hả? Mẹ, mẹ ơi, để con giải thích. Im lặng, đứng yên đó. Không được bước chân vào trong ngôi nhà này. Thím ơi, không phải lỗi của Divya đâu. Rishi, à, hai con vào nhà đi. Mẹ, mẹ, bác, mẹ nghe con nói. Đừng tranh luận với mẹ nữa. Vào nhà đi Rishi, đi nào. Mẹ nghe con nói đã. Mau lên. Cả hai đứa cấm bước thêm một bước. Con dâu mới đã về nhà rồi mà, chúng ta phải đón chào cho đúng nghi lễ chứ. Lúc đó cô dâu mới vào trong được. Nào Divya, con hãy dùng chân phải đá đổ chum gạo này vào trong nhà, rồi bước vô nhà đi. Mau lên. Đi đi. Nhìn coi, hôn lễ thật sự của con giờ đã được cử hành với con trai đích thực của mẹ rồi. Phải, và con đã chính thức trở thành con dâu của mẹ rồi. À, mẹ giỡn chút thôi. Mẹ mừng cho hai đứa vô cùng. Cả hai tụi con phải luôn bên cạnh nhau, hạnh phúc giống như bây giờ, nghe chưa? Cả hai đứa kết hôn mà không có mặt mọi người, không ai được chứng kiến nghi lễ kết hôn của hai đứa hết. Không vấn đề, chúng ta sẽ chứng kiến nghi lễ hậu hôn lễ của hai đứa. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau triển khai đi nha. Trước hết là nghi lễ tìm nhẫn. Đi thôi. Trong nghi lễ thì mẹ sẽ đặt nhẫn ở trong cái chậu này, và cả hai phải tìm cho bằng được, để coi ai tìm ra trước. Người tìm được trước sẽ là người quản lý gia đình. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị bắt đầu. Rồi rồi, nhanh lên nhanh lên. Mau tìm đi, tìm đi. Divya, cô làm sao vậy? Sao cô lại không chịu tìm vậy? Tôi không hứng thú với kiểu lễ nghi này đâu. Anh thừa biết chúng ta kết hôn trên danh nghĩa thôi mà. Sikha, mau lên đi con. Dạ. Mau lên, mau lên. Thấy rồi. Con thắng rồi. Ôi, tuyệt vời. Bấy lâu anh hay làm gì thì giờ tôi làm y chang thôi. Nói dối đến cùng đi nha. Anh thấy sao? Chúc mừng con nha Divi. Giờ con phải nghe lệnh của Divya. Phải. Để chị đi sắp xếp những lễ nghi còn lại. Xin lỗi mẹ, con biết mẹ giận vì tụi con đã đi tới chỗ hang động. Mẹ, chúng con... Divya kết hôn là để vào trong hang động phải không? Mẹ, xin hãy hiểu cho chúng con thêm một lần này nữa thôi. Chúng con phải biết được đằng sau cái hang động đang ẩn giấu bí mật gì. Vậy nên là chúng con mới cần vào trong đó mẹ à. Đi đi, cứ vào trong hang động đi. Nhưng nếu sau đó có xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới cái gia đình này thì đừng có về kêu mẹ nữa đó. Đừng có xin lỗi hay nhắc gì với mẹ về cái hang động đó nữa. Con xin mẹ... Không xin lỗi gì hết, mẹ chỉ nói vậy thôi.
Mẹ nghe con nói đã. Mẹ ơi, làm ơn nghe con nói. Mẹ, mẹ. Ông Sagin à, em. Ôi, chuyện gì vậy nè? Thì Sích Ha chưa từng làm hại mình, và né cũng đã nhiều lần cứu mạng mình. Người cứu mạng mình thì không thể là kẻ thù được. Vậy nên mình có nên tin lời của Sích Ha không? Đi về ạ. Sao vậy con? Con nghĩ gì mà trầm tư vậy? Nói mẹ nghe được không? Sích Ha không có gì đâu mẹ. Con lại đồng ý kết hôn kiểu này vậy? Xin lỗi mẹ, con biết làm vậy mẹ sẽ giận lắm, nhưng mà mẹ đâu có giận gì con. Thật ra mẹ còn rất vui nữa kìa. Mẹ chỉ hơi tiếc là hôn lễ không được cử hành như một dịp linh đình ở trong nhà thôi. Mọi người sẽ vui lắm, nếu được vậy thì hạnh phúc biết bao. Mẹ thật sự mừng lắm, con dâu của mẹ. Xém quên, bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ cho gia đình của chúng ta đó con. Mẹ nghĩ là nếu như bây giờ đeo vào cho con á, thì sẽ không gì có thể hại được con hết. Con cảm ơn mẹ. Con gái yêu ạ, mẹ cứ phân vân. Nếu con không ngại, hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ trong ngôi nhà này để ăn mừng hôn lễ của các con. Tất nhiên rồi, mẹ muốn sao cũng được. Thật ra thì nếu muốn ngày mai chúng ta ăn mừng cũng được. Thật hả? Cảm ơn con. Yêu quá. Con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Mình sắp thấy trước chuyện gì đó. Gì chứ? Mình vừa thấy gì vậy? Không, không, không. Đi về. Chị ơi. Chị Dung. Lên đây. Chị ơi, chị làm sao vậy hả? Sao lại như vậy? Chị à. Sao con bị té vậy? Chị ơi, đỡ nó lên đi. Từ từ thôi. Nè, qua đây chị ngồi ơi, nè. Ngồi lên. Ngồi xuống. Chị bị làm sao vậy sao hả? Sao vậy Tritty? Đi vì con làm sao vậy? Làm ơn hãy đưa chị về phòng ơi, trước đi thôi. Em đi nào. Nào cẩn thận từ đó. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Lúc còn sống, ông ngoại đã góp nhặt một lượng lớn tri thức về phép thuật. Ông ấy đã từng dấn thân vào rất nhiều việc nguy hiểm. Dạ mẹ. Nhưng ông đã đối mặt với hiểm nguy để giúp đỡ người khác mà. Ông có làm gì xấu đâu chứ. Ông làm vậy là để chấm dứt cái ác và giúp đỡ cái thiện thôi mẹ à. Sao mà con lại không hiểu chứ? Ông ấy mất mạng vì nỗ lực làm việc thiện và bảo vệ người tốt. Trước tiên mẹ mất đi ông ngoại con, rồi ba con, sau đó tới em gái của con. Mẹ đã mất đi ra sĩ em của con. Mẹ đừng khóc nữa mà mẹ. Thôi mà mẹ. Mẹ xin mẹ đừng chị khóc Mahima nữa. Chị Mahima à. Tritty. Nó Tritty bị làm sao? Tritty bị ngất xỉu rồi.
Ritty ngất xỉu sao? Mẹ, đi thôi. Chị dâu à, chị nằm xuống nghỉ ngơi trước đi. Chị, giờ chị hãy thả lỏng và đừng căng thẳng nữa nha. Ritty, ngồi dậy, uống miếng nước đi con. Dạ thôi con. Một chút thôi, ngồi dậy, mẹ con. Thả lỏng đi. Đúng rồi, thả lỏng. Đúng rồi, tốt lắm. Ritty, con bị sao vậy hả con? Có ổn không? Con bị làm sao vậy? Mẹ nói rồi, vào trong hang động đó là không an toàn với tụi con đâu mà. Giờ chưa thể nói cho mẹ biết về điều mình đã thấy được. Nếu không thì mẹ sẽ lo lắng. Phải bịa ra lý do thôi. Không sao đâu, con có việc gì đâu mẹ. Con chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi một chút thôi à. Trong người thấy hơi bồn chồn, với lại chóng mặt nên mới xỉu. Để anh gọi bác sĩ tới liền nha. Chờ chút đã, con vội như vậy làm gì? Con để cho cô kiểm tra trước đi. Ôi chết, cô có phải là bác sĩ đâu. Cảm thấy bồn chồn, cảm thấy chóng mặt, còn bị ngất. Như vậy là sao? Ôi thần linh ơi, có nghĩa là con bé có thai rồi. Chính xác đó. Hả? Oh, wow. Bà Segin à, sao lại như vậy được chứ? Ý con là sao vậy hả Rashid? Con phải biết lý do tại sao chứ. Ôi, đừng trêu ghẹo chị gái con nữa mà. Ai mà chọc ghẹo gì đâu, chúng ta chỉ đang bàn luận về sự thật thôi mà. Chị dâu à, em quay lại liền. Nếu mà đúng được như những gì Ojekwini nói thì tốt quá rồi. Thần linh ơi chị dâu, nếu chuyện này mà là sự thật á, thì chị suy nghĩ coi, hôm nay chúng ta có tới hai tin vui lận. Một là Sikha của em kết hôn, còn lại là con trai của chị được lên chức làm ba. Được rồi, vậy bây giờ hai đứa tính cho mẹ thêm tin vui nữa đi. Mẹ à. Sao? Chuyện dĩ nhiên mà. Mẹ. Được rồi, chắc bây giờ Ritty đang muốn được ở yên tĩnh một mình đó. Chúng ta hãy ra ngoài đi, nhanh lên. Được rồi, con cũng nên đi thôi. Đi thôi. Dạ. Dạ mẹ, chị nghỉ nha. Nằm nghỉ ngơi đi con yêu. Được rồi, con nằm nghỉ ngơi đi nha. Mẹ sẽ quay lại sau nha Ritty. Nhưng sao có thể như vậy được? Cô đi trước đi. Không, anh đi trước đi. Tôi nói cô đi trước đi. Nè, cô làm gì vậy? Sao? Sao vậy Divya? Sao lại ngạc nhiên vậy? Cô đã nhìn thấy việc bài trí lúc mà chị Ritty ngất xỉu rồi mà. Lúc đó chưa để ý tới. Đúng là một ngày tuyệt vời quá đó. Hôm nay chúng ta kết hôn, đồng thời cũng biết tin là sẽ có thêm một thành viên mới trong gia đình ha. Tôi sắp làm gì? Tôi là dì của em bé đó. Anh đừng móc nối mối quan hệ này với cuộc hôn nhân của chúng ta. Tôi không chấp nhận đâu. Bởi vì... Tôi biết mà. Tôi biết cô đồng ý lấy tôi chỉ để mở cửa hang động ra mà thôi, phải không? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, không phải xúc phạm anh đâu. Thật vậy sao? Tôi nói thật, chúng ta không phải là một cặp. Cứ coi như chúng ta kết hôn vì nhiệm vụ. Vì vậy chúng ta là cộng sự. Bên đó của tôi, tôi ngủ chỗ đó. Không thành vấn đề đâu, tôi ngủ bên còn lại. Nghe nè, cái đó là gối của tôi đó. Xong rồi, ranh giới như vậy được chưa? Bây giờ cô không còn vấn đề gì nữa chứ? Tất nhiên không, đó chỉ là cái giường thôi. Còn phải chia đôi tủ đồ nữa. Sao?
Bên này là của anh đó. Quần áo của anh sẽ để ở đây. Còn nữa, chúng ta phải lên lịch dùng nhà tắm. Hả? Đúng đó, cứ chia nhau theo từng giờ đi. 12 giờ tới 1 giờ của tôi, 1 giờ tới 2 giờ của anh, 2 giờ tới 3 giờ của tôi. Cứ nối tiếp nhau như vậy, được chứ? Dùng nhà tắm lúc 3 giờ sáng sao? Anh im đi được không? Vậy theo lịch trình thì tới lượt tôi dùng nhà tắm rồi. À, Livia, ngay chỗ móng vuốt tóm lấy chân của cô đó, vậy nên mới bị đau. Tôi biết mà. Tôi giúp cô nha. Giúp cô với danh nghĩa là cộng sự đúng không? Chứ không phải là chồng. Hãy nhớ cho kỹ, dù là đêm lành hay đêm dữ, nó cũng sẽ xảy ra vào giữa đêm trăng tròn. Và đó sẽ là một đêm chết chóc kinh hoàng. Sao lại có chuyện này chứ? Ý nghĩa hình ảnh trong diễn cảnh có thể là gì đây? Mình không hiểu. Mình biết nói gì với người khác đi. Mình đã thấy thảm họa rồi. Sao lại có thể như vậy được chứ? Ritty, con tỉnh rồi thì may quá. Mấy người khác đi đâu rồi? Mọi người đi hết rồi cô ơi. Con mới vừa nghỉ ngơi, vừa mới ngủ dậy xong. Coi cả khuôn mặt của con bừng sáng lên luôn rồi kìa. Nhìn xinh lắm đó con gái. Rất là xinh đẹp dễ thương. Cô chắc chắn là con có thai rồi. Con kiểm tra đi, đây là que thử thai đó. Mau đi thử đi con gái. Cô à, con... Coi kìa, không cần phải ngại ngùng gì hết. Đây chính là món quà đẹp đẽ quý giá nhất của tạo hóa mà. Con của con sẽ chào đời. Con sẽ nảy sinh tình mẫu tử dành cho em bé. Thêm một mầm sống gắn liền với sinh mệnh của con. Và mối liên kết giữa hai mẹ con sẽ kéo dài mãi tới hết cuộc đời này của con đó. Giờ con mau kiểm tra, rồi sau đó nói cho mọi người biết tin mừng đi nha. Nhưng cô ơi, không có chuyện này đâu mà. Và mối liên kết giữa mẹ và con sẽ kéo dài mãi mãi tới hết cuộc đời này của con đó. Cái mà mình nhìn thấy có khi nào nghĩa là người mẹ và đứa con có mối liên kết như hai cơ thể chung một linh hồn không? Một người gặp nguy hiểm thì người kia cũng sẽ bị y chang như vậy. Điều mình nhìn thấy chỉ có thể là như vậy mà thôi. Mình đã nhìn thấy mẹ ở trong hang động vào đêm đó. Và La Cha Cô đã tấn công mẹ mình. Vậy là do La Cha Cô hại sao? Sao lại như vậy được chứ? Không. Không. Thần Linh ơi, cô nghĩ là con bé có thai rồi. Sao cô ấy có thai được chứ? Con không cần phải lo lắng như vậy đâu. 3 phút nữa là biết ngay thôi. Chuyện này nghĩa là sao vậy cô? À không phải đâu, cái này không phải là phép màu gì hết. Chỉ là cô mới đưa cho con bé cái que thử thai thôi. Nè, chắc là bây giờ con bé đã biết rồi đó. Mau đi hỏi vợ con xem con đã được lên chức làm ba hay chưa vậy. Đi mau đi mau đi hỏi đi con, mau lên cô đi. À, mọi người bị sao vậy không biết? Quỷ tha mà bắt, con nhỏ Ritty có thai thật sao?
Sao lại như vậy được chứ? Mẹ của mình bị bà ác quỷ bóng đêm sát hại, mà tại sao mình lại nhìn thấy một hình ảnh khác? Đó là mẹ bị La Cha Cô giết chết trong hang động. Đi vì tôi tự làm được rồi. Divya, anh đi đâu vậy? Thì trước khi đi ngủ phải đánh răng mà. Nè nè, thanh lịch thì bây giờ tới lượt của tôi đó, anh không được đi. Divya, tôi không có đồng ý đâu. Không lẽ cô chiếm khung giờ thì tôi không được sử dụng sao? Đã quyết định vậy rồi, anh không được đi đâu hết. Giờ tới lượt của tôi, chấm hết. Nè Divya, cô. Thôi được, tôi không dùng. Tôi không vào nhà tắm nữa, được chưa? Tốt, tốt lắm. Làm gì vậy? Ghê quá. Ôi Thần Linh ơi, ghê chết đi được à. Tránh ra coi. Cô nói gì? Tránh ra coi nè. Thần Linh ơi, ghê quá. Nè, sao vậy? Sao vậy? Buồn nôn quá, ghê quá. Vậy là em cũng có thai hả? Ôi không, làm ơn đi anh Rashid, chị ấy có thai. Nó có nghĩa là em cũng có thai nào? Đâu Trí Tị đâu có thai đâu. Làm sao mà có nhanh vậy được? Rashid, thôi đi. Đàn ông mấy người bị làm sao vậy hả? Sao mà chưa đánh đã khai ra hết rồi? Em không muốn biết đâu, Thần Linh ơi. Nè khoan, em đã nghe hết câu chuyện đâu. Biết tin về chưa vậy hả? Con nhỏ chị, nhỏ Ritty đó đã có thai rồi. Ta chưa nghe, cũng không muốn nghe chuyện gì cả. Nhưng còn ngươi nghe đi, trước khi đêm trăng màu xanh kết thúc thì chúng ta vẫn còn thời gian đó. Trời còn chưa sáng đâu, trước khi đêm nay kết thúc thì ngươi hãy mau chóng đưa hai chị em đó tới hang động này đi, nhanh lên. Rồi rồi, sẽ làm theo ý người hết La Cha Cô. Cái que thử thai này, nó sẽ hiện kết quả sau 3 phút. Cô vừa mới đưa cho con bé que thử thai rồi, chắc giờ con bé đã có kết quả rồi đó con. Ritty bị thương rồi, để anh sơ cứu cho em. Bà Segin, kết quả thử thai của em là âm tính. Anh biết rõ là em không thể nào có thai được mà. Ý anh là không thể sớm như vậy được đâu. Nhưng sao em lại ngất xỉu vậy chứ? Bà Segin, em đã hứa với anh rồi mà, là em sẽ chia sẻ mọi cảm xúc suy nghĩ của em với anh trước, không phải sao? Cho nên anh hy vọng lần này em cũng sẽ chịu nói ra với anh và không giấu anh điều gì hết. Em sẽ nói anh biết về cảm giác của em. Em sẽ chia sẻ với anh thôi, đúng vậy không? Anh hứa là anh sẽ chờ. Xin lỗi nha ông Segin, em đã giấu giếm anh một chuyện quá lớn. Nè, nghe đây, nó là gỗ của tôi mà. Xong rồi, ranh giới này đã ổn chưa? Bây giờ thì được rồi chứ.
con trai, để mẹ nghe tin vui thì hai đứa đi. Sao vậy? Nôn ghê. Vậy là em cũng có thai hả? Tạ Thần Linh là chị. Chị thử thai chưa? Kết quả sao rồi hả? Đi Vi, em đừng nói về việc này nữa. Ý chị là sao mà chị có thai được chứ? Thần Linh ơi, và chị Dừng. Rashid và chị nên dừng việc giải thích cho tụi em nghe tại sao chị không có thai đi. Đi Vi, chị đã nói dối là chị cảm thấy chóng mặt và lo lắng. Không có chuyện như vậy đâu. Chị đã nhìn thấy một diễn cảnh. Gì? Là cho cô tấn công mẹ sao? Sao chuyện này có thể chứ? Vậy có nghĩa là chị mày trở lại có phải không? Nếu như chúng ta cứu bà ấy thì mày sẽ sống lại chứ? Đi Vi, cho dù chúng ta có sức mạnh gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi quá khứ và số phận được đâu em. Một khi chúng ta đã mất thứ gì đó rồi thì nó đã trở thành quá khứ. Giống như cái chết của mẹ, chuyện đó đã qua rồi thì mẹ sẽ không trở lại nữa. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi quá khứ thì sao hả? Divya, sao có thể như... Divya. Dạ thưa bác. Con làm gì ở đây vậy? Hôm nay chính là đêm tân hôn của con nên ở trong phòng mới đúng chứ. Dạ bác ơi, con thì thật ra con không cần phải phân bua gì với bác hết đó. Chỉ cần vào phòng mình thôi là được rồi. Bác nói đi đi mà. Dạ được, con chúc bác ngủ ngon. Ngủ ngon. Còn con Ritty, với tình trạng của con thì con cũng nên nghỉ ngơi trong phòng đi. Nếu con lại thấy chóng mặt và nôn mửa thì sao? Mẹ ơi, chuyện đó chỉ xảy ra nếu như con mang thai thôi. Ý của con là con kiểm tra rồi nhưng mà con không có mang thai. Không có sao đâu, chóng mặt buồn nôn đâu nhất định là có thai. Nhưng mà con vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Giờ mày nghĩ là con nên về phòng mình và nghỉ ngơi đi, đi. Sao lại có người muốn thay đổi quá khứ chứ? Họ sẽ đạt được gì khi thay đổi quá khứ? Còn về mẹ mình, tại sao La Cha Cô lại muốn giết chết mẹ trong hang động đó? Có thể là lý do gì đây? Đó chính là điều mình đang không hiểu. Tại sao bọn họ lại muốn giết mẹ lần nữa chứ? Sao chị Ni đã giết mẹ rồi bằng cách đâm mẹ trên đường ray nhiều năm trước ngay trước mặt chị và mình? Tại sao chúng muốn giết mẹ lần nữa? Mình không thể hiểu. Mình phải làm gì đây chứ? Bọn chúng muốn thay đổi quá khứ hay sao? Con của con sẽ chào đời, thêm một mầm sống gắn liền với sinh mệnh của con. Và mối liên kết giữa hai mẹ con sẽ kéo dài mãi tới hết cuộc đời của con. Ôi không, như vậy nghĩa là đây có thể là lý do họ giết mẹ một lần nữa. Bọn họ đang định quay trở về quá khứ và giết mẹ trước khi mình ra đời. Bọn họ đang muốn giết chết mẹ và thay đổi chuyện quá khứ. Chúng muốn giết mẹ trong hang động vì lúc đó bà ấy đang mang thai. Nếu là cha cô vào hang động và giết mẹ ngay thời điểm đó thì chị em của mình sẽ không được sinh có ra. Có nghĩa là họ không muốn để chị và mình được sinh ra trên đời này. Không, không, không. Divya. Không. Tối dậy rồi cô ấy còn đi đâu chứ? Không thể để chuyện này xảy ra. Mình không thể để cho họ thay đổi quá khứ. Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Mình bắt buộc phải tự làm mọi thứ. Vì mình không thể để tính mạng của người khác gặp nguy hiểm được. Làm ơn hiểu lời em nói đi. Nếu bước vào thì coi như tự chui đầu vào rõ rồi. Bà ta đã bày sẵn cái bẫy đợi mọi người ở trong đó. Đó Sikha đã nói gì chứ? Đây có thể là cái bẫy do Sakini giăng ra để bẫy tụi mình. Nhưng nếu đây không phải là cái bẫy mà là một chuyện hoàn toàn khác thì sao? Cho dù là gì thì bây giờ việc đó vẫn chưa quan trọng. Giờ mình phải vào trong hang động trước đã. Không biết chị đâu rồi. Chị ấy không bao giờ đi đâu mà không gọi mình. Nhưng mà hôm nay chị ấy lại không gọi mình. Mình sẽ gọi cho anh Rashid. Chị ấy đi đâu mất rồi? Phải đi xem thôi.